Hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện Thoại Ngọc Sương. Thì video ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4, thì cũng cuối tuần rồi nha anh chị. Em cũng xin chúc cho tất cả anh chị cô chú nhà mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình ha. Thì hôm nay em sẽ tranh thủ xả nốt một số cái dòng điện thoại cũ giá tầm trung nha anh chị, tầm trung và giá chữa cháy ha. Thì anh chị cảm thấy con nào mà cảm thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0879182796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị ơi. Thì riêng duy nhất thì hôm nay em sẽ free ship cho mọi người ha. Tức là trước giờ thì bên bên em bán là phí ship là khách hàng trả nha anh chị. Còn hôm nay duy nhất thì hôm nay thì em sẽ tri ân khách hàng, em sẽ free ship cho mọi đơn hàng cho anh chị ha, và đặc biệt em sẽ giảm giá xuống nữa nha anh chị. Đó anh chị. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú đó là một con dòng máy Huawei ha. Đây là Huawei i6 Dream đời 2018 nha anh chị, màu đen. Thì con này vỏ sale của nó có trài xước nha anh chị ơi, trài xước, và cái màn hình của nó cũng có hơi ám nha anh chị, màn hình ám này, cho nên là con này anh chị mua về thích hợp nhờ, để chị đỡ nghe gọi, xem YouTube, Zalo ha. Đó, RAM hai bộ nhớ 16 GB nha anh chị, mình xài được hai SIM và có hỗ trợ mạng 4G ha. Huawei i6 Dream 2018 phiên bản Android 8 chấm nha anh chị ơi. Con em để lại giá cho anh chị là 400 ngàn ha. Giá 400 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc nha anh chị, và được free ship ha. Duy nhất ngày hôm nay thì em sẽ free ship nha anh chị. Còn tất cả các ngày còn lại thì phí ship là khách hàng trả nha. Đó, 400 ngàn ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung J4 Plus nha anh chị. Samsung J4 Plus màu xanh và màu hồng này. Hai con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 90-92% nha chị, nói chung còn tương đối ok ha, tương đối đẹp. RAM hai bộ nhớ 16 GB nha chị, màn hình của nó tầm khoảng 6 inch này, màn sáng đẹp không ám ố phản quang nha chị. Galaxy J4 Plus ạ, phiên bản Android là 9 chấm này, xài được hai SIM và có hỗ trợ mạng 4G, nói chung thì full chức năng hết nha chị. Con này em để lại giá cho anh chị là 900 ngàn ha, giá 900 có sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha, và được free ship cho anh chị nha. Đó, mua về thì bao test bao xài cho anh chị trong vòng 1 tuần, nếu lỗi lầm gì thì đổi trả một đối một nha anh chị. Thì ngồi ra bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị trong vòng 1 tháng ha. Đó, Samsung J4 cộng nha anh chị, giá 900 ngàn free ship ạ. Thì khi mà anh chị mua hàng bên em ấy thì rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là một con dòng máy Huawei ha. Máy này chỉ để xài chữa cháy thôi nha anh chị. Huawei i6 Dream 2018 này, màu đen nha anh chị ơi, màu đen. Thì con này màn hình của nó tầm khoảng 5.5.7 inch ha. Đó. Màu đen, vỏ có hơi vỏ có trầy nha anh chị, vỏ trầy, và con này màn hình của nó có bị ám nha anh chị, quang này, có ám phản quang ha. RAM hai bộ nhớ là 16 GB và xài được hai SIM có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Đó, con này mua về xài, nghe gọi, Zalo, YouTube, giá bán là 400 ngàn nha anh chị ơi. Giá 400 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc và được free ship cho anh chị ha. Đó. Chỉ riêng duy nhất ngày hôm nay thì em sẽ free ship cho mọi đơn hàng thôi nha anh chị. Còn tất cả những ngày còn lại thì phí ship là khách hàng bên mình trả ha, khách hàng trả nha anh chị. Đó. Hôm nay thì em sẽ đặc biệt free ship cho anh chị luôn. Với giá thì cái giá của nó cũng rất là Rồi tiếp theo nữa là một rồi đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú một con máy để chữa cháy nha anh chị, để làm máy phụ chữa cháy, đó là dòng Huawei i6 Dream 2018 này. Con này thì màn hình của nó tầm khoảng 6 inch nha anh chị, màu đen, vỏ có hơi nhâm trầy nha anh chị, vỏ hơi nhâm trầy, với lại cái màn hình của nó có ám, có phản quang nha anh chị, màn có phản quang ha. RAM hai bộ nhớ 16 GB ạ. Xài được hai SIM mà có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị ơi. Giá bán là chỉ có 450 ngàn thôi ha. Huawei i6 Dream 2018. Giá 450 ngàn. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc và free ship cho anh chị ha. Đó, riêng ngày hôm nay em thì em sẽ free ship cho anh chị nha. Còn tất cả những ngày còn lại thì phí ship là khách trả ạ. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng Samsung J4 cộng này. Samsung J4 Plus nha anh chị ơi, J4 Plus cũng như là J4 cộng luôn ha, màu hồng và màu xanh nha anh chị. Hai con này ngoại hình của nó tầm khoảng 93% nha anh chị, 93%, màn hình 6 chấm ạ.
RAM 2 bộ nhớ 16GB, máy xài được 2 SIM ha, không lỗi lầm gì hết nha anh chị. Màn sáng đẹp không ám ố phản quang này. Xài được 2 SIM, giá bán là 900 ngàn ha. Samsung J4 Plus máy đẹp nha anh chị. Giá bán 900 tặng kèm sạc ốp lưng dán cương lực, và free ship cho anh chị nha. Tiếp nữa là một con dòng máy Samsung J7 Prime. Samsung J7 Prime thì em còn tầm khoảng 4 con nha anh chị. Màu đen và màu vàng gold ha, đen và vàng gold nha anh chị. Màn hình ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. Nói chung thì ngoại hình đẹp nha anh chị ơi. Màn sáng không ám, không phản quang gì hết nè. Đây ha, giới thiệu điện thoại Galaxy J7 Prime ạ. RAM 3 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Máy xài được 2 SIM và pin của nó là 3300 mAh. Nói chung thì pin của nó tương đối ok nha anh chị. Giá bán chỉ có 1 triệu chẵn thôi ha. Giá 1 triệu chẵn tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực nha anh chị. Đó. Samsung J7 Prime màu đen và màu vàng gold, giá chỉ có 1 triệu thôi mà được free ship cho anh chị luôn nha. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng máy Redmi. Đây là Redmi Note 5 nha anh chị, màu đen nè. Con này thì ngoại hình của nó cũng tầm khoảng 95% nha anh chị. 92 93 ha, ngoại hình của nó tầm khoảng 92 93. Màn hình to 6 chấm. 6 chấm thôi nha anh chị ơi, màn hình 6 chấm. RAM 3 bộ nhớ là 32GB nè. Redmi Note 5 ha, RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 4000 mAh nha anh chị. Xài được 2 SIM và có hỗ trợ mạng 4G, cam bồng ok ha. Giá bán cho anh chị là 1 triệu chẵn nha anh chị. Redmi Note 5 giá 1 triệu chẵn. Con này em có tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc ha. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A5s. Oppo A5s thì màu đen nha anh chị, màu đen này. Ngoại hình còn khá là ổn nha anh chị ơi, tầm khoảng 93 94 ạ. Màn hình 6.2 inch, con này thì màn hình giọt nước nè. Oppo A5s. RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Đây ha, RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 4230 nha anh chị. Giá bán là 1 triệu rưỡi ạ. Giá 1 triệu rưỡi tặng kèm sạc ốp lưng dán cương lực cho anh chị nhà mình ha. Oppo A5s. Rồi, tiếp theo nữa là một con dòng Huawei Y9 2019 nè, màu đen nha anh chị. Con này thì ngoại hình tầm khoảng 90% ha. Kính cam của nó có hơi xước nhẹ nha anh chị. Kính cam hơi xước nhẹ, còn mặt trước gì không có bị xước gì hết nha anh chị. Nói chung thì tầm khoảng 90-92%. Màn hình to 6.5 inch này. Huawei 9 2019. RAM 4 bộ nhớ là 64GB và con này nó chạy chip Kirin là 710 nha anh chị. Mình mua về có thể xài chơi game ha, chơi game ok nha anh chị. Đó, cam của nó cực kỳ nét này. Cam trước cam sau ok nha anh chị. Rồi, giá bán cho anh chị là 1 triệu tư thôi ha. Con này em sẽ thanh lý lại cho anh chị giá 1 triệu tư thôi. Vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Full chức năng tất cả nha. Giá 1 triệu tư tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc nè. Rồi, tiếp nữa là một con dòng Vivo Y91C màu đỏ nha anh chị. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 93% ha. Ngoại hình của nó còn đẹp. Cái màn của nó thì có hơi hơi tối nha anh chị. Màn của nó có hơi tối nè, đó. Nói chung mình vẫn nhìn thấy bình thường nhưng mà cái độ sáng thì không có bằng mấy cái điện thoại kia ha. Đó, em cảm thấy nó hơi tối thì em sẽ nói tối nha anh chị. Có sao em nói vậy thôi ha. Giới thiệu về điện thoại này, Vivo 1820 hay còn gọi là Vivo Y91C. Bản RAM 2 đúng rồi, con này bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB ha. Pin của nó là 4030 nha anh chị ơi. Pin 4030, xài được 2 SIM và một thẻ nhớ nha anh chị. Con này em sẽ thanh lý lại cho anh chị giá 900 ngàn ha. Giá 900 tặng kèm sạc ốp lưng dán cương lực và free ship cho anh chị luôn nè. Rồi, tiếp nữa là một con dòng Samsung. Samsung A02 nha anh chị ơi, Samsung A02 này. Màu xanh lá ha. Ngoại hình còn đẹp cực kỳ luôn. Con này thì màn hình to 6.5 inch nha. Đó, Galaxy A02 này. Phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Pin của nó là 5000 mAh ha. Giá bán là 1 triệu rưỡi nha anh chị. Samsung A02 giá 1 triệu rưỡi.
có sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Đó, cam bằng ok. Samsung A02 thì có hai màu nha chị, xanh lá và màu đen này. Con nào cũng full chức năng, cũng đẹp hết nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB luôn nha. Đó, con này em test cam cho anh chị luôn nè. Rồi tiếp nữa là một con dòng Vivo Y11 nha anh chị ơi. Vivo Y11 màu đỏ đô nè. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 93-94 nha anh chị. Màn hình 6.3 inch. À, bản RAM 3 bộ nhớ là 32GB ạ. Vivo 1906 hay còn gọi là Vivo Y11 nè. Phiên bản Android 11 chấm nha anh chị. Pin trâu, màn hình lớn. Vân tay còn đầy đủ hết ha. Giá bán là 1,5 triệu nha anh chị. Vivo Y11 giá 1,5 triệu ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Samsung A02s nè. À, Samsung A20s chứ em quên ha. Samsung A20s màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. Màn hình 6.5 inch này, màn hình giọt nước nha anh chị ơi. Màn sáng đẹp, không có bị ám phản quang gì hết ha. Galaxy A20s con này phiên bản Android là 11 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 32GB và pin của nó là 4000 mAh ha. Xài được 2 sim, con này nó có hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Galaxy A20s giá bán là 1,7 triệu, vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Rồi tiếp nữa là một con dòng Huawei. À, đây là Huawei Nova 3i nha anh chị, Nova 3i màu xanh dương nè. Con này nó có màu xanh dương ha, ngoại hình của nó cũng trên 95% nha anh chị, màn hình tai thỏ. Huawei Nova 3i. À, bản RAM 4 bộ nhớ là 128GB luôn nha anh chị ơi. Đó, máy rất là xịn sò, rất là đẹp luôn ha. Màn hình tay thỏ cực kỳ đẹp luôn, vân tay còn đầy đủ hết nha anh chị. Con này nó chạy chip pin Ring là 710 ha, 710. Mình có thể mua về xài, nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok, chơi game các kiểu ok, thoải mái nha anh chị. Game Lương Quân, Free Fire, Poker gì ok hết nha. Rồi giá bán của Huawei Nova 3i là giá 1,7 triệu nè. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo Y15 ạ. Vivo Y15 màu đỏ đô nha anh chị. Con này hình thức của nó tầm khoảng 95% ha. Màn hình to 6.3 inch nè. Vivo Y15 bản RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Và con này pin của nó là 5000 mAh ha. Đó, pin trâu khỏe. À, giá bán cho anh chị là 1,8 triệu nha. Giá 1,8 triệu full chức năng nha anh chị ơi. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A12. Samsung A12 màu xanh lá nha anh chị. Con này tầm khoảng trên 95 ạ. Màn hình to 6.5 inch này. À, bản RAM 4 bộ nhớ là 128GB nha anh chị. Galaxy A12 ha. Con này nó chạy phiên bản Android là 12 chấm nha anh chị. Màn sáng đẹp cực kỳ luôn ha. Pin trâu khỏe 5000 mAh. Xài được 2 sim, có hỗ trợ mạng 4G nha anh chị. Con này có hỗ trợ sạc nhanh nữa nè. Rồi giá bán cho anh chị là 2,2 triệu thôi ha. Giá sale còn 2,2 triệu nha anh chị. Tặng sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp nữa là một con dòng Oppo A5 đời 2020. Oppo A5 đời 2020 thì màu trắng xanh nha anh chị. Con này rất là đẹp luôn, tầm khoảng 98% nha anh chị. Ngoại hình bóng bẩy luôn nè. À, màn hình của nó 6.5 inch nha anh chị. Bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB. Đây ha. Oppo A5 đời 2020. RAM 3 bộ nhớ 64GB và con này nó chạy chip Snapdragon là 665 nha anh chị. Pin trâu khỏe 5000 mAh. Rồi giá bán cho anh chị là 1,9 triệu thôi nha anh chị ơi. Con này em sale còn 1,9 triệu thôi ha. Tặng kèm sạc ốp lưng dán cương lực đầy đủ cho anh chị nhà mình nha. Đó. Oppo A9, Oppo A5 2020 ạ. Giá là 1,9 triệu ạ. Rồi tiếp theo là sale tiếp một con dòng Realme C3i nè. À, Realme C3i màu xanh và màu đỏ nha anh chị, màu xanh dương và màu đỏ. À, hai con này tầm khoảng 95% này, không xước xát gì hết ha, không trầy không xước gì hết. Màn hình to 6.5 inch và pin của nó 5000 mAh nha anh chị ơi. Pin trâu, màn hình lớn, thích hợp cho anh chị mua về xài, nghe gọi Zalo, YouTube đó, rất là lâu hết pin luôn ha.
Realme C3i bản 32GB nha anh chị ơi. Bản 32GB là con này nó chạy chip G70 ha, pin trâu khỏe. Rồi con này em sale còn lại là 1,4 triệu ha. 1,4 triệu tặng kèm sạc ốp lưng dán cương lực và free ship cho anh chị nè. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Redmi 9C nè. Redmi 9C màu xanh dương nha anh chị, màu xanh dương. 6.5 inch ha, màn hình 6.5 inch. Con này thì bản RAM 3 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. Đây, Redmi 9C nè. RAM 3 bộ nhớ 64GB và pin của nó cũng là 5000 mAh luôn ha. Rồi con này em sale còn giá 1,5 triệu nha anh chị. Giá 1,5 triệu, có sạc ốp lưng dán cương lực cho anh chị ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Samsung A02s màu đỏ này. Samsung A02s màu đỏ nha anh chị. Con này cũng còn khá mới ha, khá mới, mới lọc keo mặt sau ra. Đó. Còn rất là đẹp, tầm khoảng 95 ha. Màn hình to 6.5 inch ạ. Con này thì bản RAM 3 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Rồi mình sẽ mở độ sáng lên ha. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin của nó là 5000 mAh này. Galaxy A02s giá bán 1,7 triệu nha anh chị ơi, giá 1,7 triệu, full chức năng ha, máy đẹp cực kỳ luôn, giá 1,7 triệu thôi. Rồi tiếp tục nữa là một con dòng Realme C12 này. Realme C12 thì em có hai màu, một là xanh dương, hai là màu đỏ nha anh chị, xanh dương và đỏ. RAM 3 bộ nhớ 32GB. À, con này pin của nó là 6000 mAh nha anh chị, pin cực kỳ trâu luôn, xài 2 ngày hỏng hết pin luôn nha anh chị. Đó. Realme C 12 ạ. À. Máy không trầy không suốt gì hết, trên 95% luôn nha anh chị. Màn sáng đẹp. Rồi giá bán của Realme C 12 là 1 triệu 7 ha. Giá 1 triệu 7 nha anh chị ơi, vân tay còn đầy đủ này. Đó. 1 triệu 7 tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. À. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Oppo A54. Oppo A54 thì em còn hai con ha, một là xanh xám, hai là màu đen nha anh chị, xanh xám và đen. À, hai con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 97% ha. Màn hình đốt ruồi, con này màn hình 6.5 inch này. Đó, Oppo A54, bản RAM 4 bộ nhớ là 128GB này. Pin thì 5000 mAh nha anh chị. Rồi giá bán cho anh chị là 2 triệu 6 ha. Giá 2 triệu 6, vân tay thì nó ở bên hông nha anh chị. Oppo A54 giá 2 triệu 6, có sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo. Đây là Vivo Y12S ạ. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo Y12S ạ. Vivo Y12S màu trắng nha anh chị, trắng xanh này, trắng xanh. À, con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 97-98% ha, 97-98% này. Đó, màn hình to 6.5 inch này. À, Vivo V2026 nha anh chị ơi. RAM 4 bộ nhớ 128GB ha. Đó, pin thì 5000 mAh. Mấy cái dòng này xài pin của nó rất là trâu luôn nha anh chị, xài cảm ứng mượt mà luôn ha, không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Quang tay còn đầy đủ này. Vivo Y12S con này em sale cho anh chị giá là 2 triệu mốt 50 nha anh chị, 2 triệu mốt 50, có sạc ốp lưng và dán cương lực đầy đủ cho anh chị ha. Đó, hôm nay thì anh chị mua giá nó đã sale rồi mà còn được free ship nữa nha anh chị. Rồi tiếp theo nữa là một con dòng Vivo Y30 ạ. Vivo Y30 màu xanh tím nè. Con này thì ngoại hình của nó tầm khoảng 93 94 nha anh chị, màn hình to. Con này màn hình 6.5 inch nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 128GB này. Vivo 1938 ha, hay còn gọi là Vivo Y30. RAM 4 bộ nhớ 128GB, pin của nó là 5000 mAh, màu xanh tím. À, giá bán cho anh chị là 2 triệu 4 ha. Đó. Giá 2 triệu 4 tặng kèm sạc ốp lưng và dán cương lực ạ. À. Rồi tiếp nữa là một con dòng Realme 6i ạ. À. À, Realme 6i thì màu trắng nha anh chị, màu trắng. Con này ngoại hình của nó tầm khoảng 95% ha. Màn hình to 6.5 inch nè. Realme 6i, bản RAM 4 bộ nhớ là 128GB và con này pin của nó là 5000 mAh nha anh chị. Nó chỉ chạy chip xử lý là G80 ha, G80. Rồi giá bán cho anh chị là
2 triệu mốt nha anh chị, giá 2 triệu mốt, có sạc ốp lưng và dán cương lực cho anh chị ạ. Realme 6i nha anh chị, giá 2 triệu mốt thôi. Cam bồng ok, rất là đẹp luôn này. Đó, cam trước cam sau đều ok hết nha anh chị, giá 2 triệu mốt ạ. À, rồi cuối cùng là một con dòng Vsmart nha anh chị. À, đây là Vsmart Activa này. Đó, màu tím nha anh chị. Máy này là em thu lại của khách, khách đang xài bình thường hết ha, không có lỗi lầm gì hết nha anh chị ơi. À, con này thì màn hình của nó tầm khoảng 6.4 inch nha anh chị. Màn hình Super AMOLED ha, trắng sáng không ám mố phản quang gì hết nè. À, Vsmart Activa. Con này thì phiên bản Android là 10 chấm nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Và nó chạy chip Snapdragon là 660 nha anh chị. Đó, vân tay còn ok hết ha. Con này có hỗ trợ sạc nhanh nè. Cam trước là cam đẩy nha anh chị, cam trước là cam thụt thò lên này ha. Đó. Rồi giá bán cho anh chị là giá 1 triệu 750 nha anh chị. À, giá 1 triệu 750, tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cương lực và bộ sạc ạ. Vsmart Activa ha, 1 triệu 750. À, rồi thì em sẽ kết thúc video ở đây nha anh chị. Thì anh chị cô chú nhà mình cảm thấy con nào ok thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ha, qua số điện thoại là 0879 182 796 hoặc nhắn tin Zalo qua số này cũng được luôn nha anh chị ơi. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. Bye bye.